Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Cali Sài Gòn. Chúc tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ và bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Vâng, mình quay video clip này để cho các bạn ở Việt Nam thấy mùa thu ở Cali như thế nào. Nó lá nó vàng như vậy là các bạn. Cây cối sắc lá bắt đầu chuyển sang màu vàng. Bây giờ là chưa có rụng lá nhiều đâu, khoảng cỡ 1-2 tuần nữa thôi là lá rụng hai bên đường luôn. Nó buồn nhưng cũng rất là đẹp. Tại vì có nhiều bạn ở bên Việt Nam đó hỏi mình bữa hôm nào rảnh thì quay cái cảnh mà mùa thu ở bên Cali như thế nào. Vâng, hôm nay mình thực hiện cái video này ha. Có những nhà mà có những cái cây màu lá đỏ như thế này nè, cũng rất là đẹp các bạn. Ở Mỹ thì nhà ai nấy ở hả, ít có ra đường lắm, ít có sáng sớm ra ngoài đường chào hỏi với nhau như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì nó vui, đi đâu vừa bước xuống ra đường là người đông đúc, rồi bà con hàng xóm chào hỏi với nhau, ăn sáng uống cà phê. Nhưng ở đây thì nó buồn lắm. Ồ, mấy cây này đẹp quá các bạn ha. Có hai vợ chồng người Mỹ sáng sớm biết làm gì đây? À, người ta cạo lá, người ta dọn dẹp nhà cửa. Vì phần đông chúng ta đều đi làm từ thứ hai cho tới thứ sáu, có người đi làm thứ bảy luôn nữa, cho nên không có thời gian. Chỉ có chút nhiều sáng chủ nhật thì sau khi uống cà phê ở trong nhà xong xuôi, cái mình ra ngoài đường mình dọn dẹp trước sân nhà của mình, tại vì lá đổ á, mình dọn cho nó sạch sẽ. Các bạn Việt Nam thì nói mùa thu ở Cali đẹp lắm. À, đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà nó buồn lắm các bạn ơi. À, các bạn đã thấy rồi không? Đường phố thì xe đậu ngoài đường như nè, không có đông đúc người ta qua lại đâu. À, nếu các bạn nào mà có cơ hội qua Mỹ chơi hoặc là có người nhà bảo lãnh qua Mỹ thì hãy chuẩn bị tinh thần ha. Cuộc sống ở bên Mỹ như thế này đây, nó hơi ảm đạm, nó hơi tẻ nhạt một chút xíu. Nhưng mà so với lại Việt Nam thì chúng ta có cơ hội cho con em được học hành, có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Mình không phải nói, các bạn đừng hiểu lầm nha, mình không phải nói là ở Việt Nam không có tương lai, nhưng mà ý của mình nói là nếu mà con em nó ra được nước ngoài, nó học đó, rồi nó làm việc á, thì nó phát triển nhiều hơn. Ý của mình là như thế. Các điều mà các bạn đừng hiểu lầm rồi ném đá mình nha. Đây, đây một vòng bắt đầu cái cây nó lá đổ ra, hai bên đường lá đổ nhiều lắm. Khoảng chừng 2 tuần nữa thôi à, 2 tuần nữa thôi là mình chắc chắn rằng là cây không còn lá luôn nữa. Đây có một cái công viên để cho chúng ta sáng sớm đi bộ tập thể dục, chiều thì có thể chúng ta con em chúng ta ra đây chơi bóng rổ, đá banh. California thì mình đang trước cư ngụ tại thành phố Sacramento, đó là thủ phủ của California. Chỗ này thì nó bình yên, nó rất là bình yên. Đây, bên đây là cái công viên đó các bạn. Tại vì đây là mùa, bây giờ là mùa đông cho nên cũng ít có ai mà ra ngoài này lắm. Thấy cái chỗ trò chơi cho trẻ em á, thấy có một gia đình đang ở ngoài đó.
dẫn con em ra ngoài này đi dạo. Ở chỗ này thì nó không có nhộn nhịp bằng Orange County. Orange County có nghĩa là quận cam đó các bạn. Mình nói đây thì để cho các bạn ở Việt Nam biết thôi. À, các bạn thấy không, ở hai bên đường là hàng cây lá đổ rồi ạ. Nếu mà so với lại những thành phố như là Orange County, quận Cam, San Jose, San Francisco, San Diego thì chỗ này tương đối là sống tạm ổn. Có nghĩa là vật giá thì nó cũng không mắc mỏ đắt đỏ như là những thành phố khác các bạn. Nó chỉ bằng hơn phân nửa một chút thôi. Nếu mà so với lại Orange County nhiều khi là phân nửa luôn đấy. Chẳng hạn như nhà cửa ở đây. Mình mướn thí dụ thôi nha, 1.000 đô cho hai phòng đi, cái chung cư á thì ở dưới là Orange County hoặc là San Diego và San Francisco có thể lên đến 2.000 đồng. Nhưng mà bù ngược lại thì những chỗ đó họ có công ăn việc làm cũng ngon lành lắm, giá cả thì họ được đồng lương của họ được trả cao hơn ở đây. Ở đây là thủ phủ Cali cho nên người Việt Nam chúng ta chọn chỗ này để cho con em nó học hành. Vì những gia đình mà có lợi tức thấp á các bạn, mình tới đây mình sinh hoạt thì được nhà nước và nhà trường hỗ trợ rất là nhiều. Nhiều gia đình có income thấp, đồng lương thấp á, thì con em của họ đi học tiểu học, trung học rồi đến đại học cũng được nhà nước hỗ trợ luôn. Chẳng những hỗ trợ cho tiền trường rồi sách vở nữa. Nói tóm tắt lại là những đứa con em mà có gia đình mà đồng lương thấp á, thì khi mà vào đại học á, ở đây thì họ chia ra một năm thành hai semester là hai kỳ học. Một kỳ học tụi nó lãnh được mấy ngàn đồng, trừ đi tiền trường, tiền sách vở, tiền này tiền kia thì nó cũng còn dư được một vài ngàn. Vâng, vừa đi học mà còn vừa có tiền nữa, không cần đóng tiền trường lại còn có tiền nữa. Cũng vì như thế mà người Việt và những gia đình income thấp hay chọn thủ phủ Cali về sinh sống. Thứ nhất là cho con em mình ăn học đến nơi tới chốn. Thứ hai nữa không phải cần phải vất vả nhiều. Còn vấn đề làm ăn thì ở đây đồng lương thì nó không bằng những cái thành phố lớn. Nhưng mà các bạn biết không, đa số người Việt Nam mình hay bên đây đi làm neo á, chứ làm tốt. Làm neo là nhiều lắm, ở đâu đi ra đâu cũng thấy làm neo, làm neo. 10 gia đình là mình thấy là 6 gia đình là làm neo rồi, là móng tay. Nhờ những người Việt Nam, nhờ những cha mẹ biết tiết kiệm, siêng năng, cày ngày cày đêm để cho con em mình có một tương lai tươi sáng. Nói vậy chứ làm neo cũng cực lắm các bạn. Đi làm 10 tiếng, 12 tiếng một ngày. Rồi bị khách nhiều khi phàn nàn, rồi đồng nghiệp sinh sự với nhau, nó cũng không có vui gì mấy đâu. Nhưng mà ngược cái là đồng lương nó cũng khá, rồi nhiều khi có tiền tiếp, tiền bo đó, rồi sinh hoạt thấy cũng đỡ lắm. Gia đình nào mà có hai ba người làm neo là cũng khá không à. Và họ rất dễ mua nhà cửa. Qua đây dừng dài 3 năm dành dụm là bắt đầu cái họ mua nhà cửa được liền à. Có một số người Việt Nam mình rất là giỏi, qua đây chỉ vài năm thôi, qua cái nhờ nhà nước hỗ trợ cho chỗ ăn chỗ ở, rồi cái mình đi làm mình kiếm thêm tiền mặt, rồi dành dụm chịu cực khổ vài 3 năm là sau đó có tiền mua nhà cửa rồi đó các bạn thấy không đó. Sáng sớm mình làm cỏ là như vậy đó, quét lại một đống cỏ ở đây mình để đó, cái xong xuôi cái tới đúng ngày thứ ba thứ tư gì đó
thì sẽ có xe rác tới, họ sẽ hốt cho mình, hốt rác cho mình. Các bạn thấy không, nó buồn không, nó không có người gì chứ. Ok, mình quay sơ sơ sáng Chủ nhật cho các bạn xem nha. Rồi hôm nào mình sẽ quay nhiều clip, có mình sẽ xuống downtown là chỗ mà thành phố của Sacramento đó, là xuống cái phố cổ đó, để mình quay cho nó đẹp hơn. Ở đây thì chỉ sơ sơ vậy thôi. Rồi xin chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và bình an bên gia đình nha. Nếu thấy thông tin này có hữu ích thì xin các bạn hãy bấm nút like và nhấn nút đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye.